Chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là một tai nghe của hãng Empower các bạn ha, Empower ESS Gaming Headset. Thì hôm nay là ngày Black Friday, mình có đi dạo một vòng quanh phố công nghệ Trần Quang Khải ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình tính mua một cái tai nghe của Sony, nó tầm khoảng 190 ngàn, để mà phục vụ cho việc học tập và công việc của mình. Thì khi mà vào cửa hàng thì mình thấy cái tai nghe này đang được sale đến ngày 30 30 hay 31 gì đó, tháng 11 này, còn 550 ngàn. So với chiếc tai nghe Sony kia thì 190 ngàn, thì bỏ thêm khoảng 300, hơn 300 ngàn thì mình sẽ được một cái tai nghe gaming chùm đầu. Thì tất nhiên cái tai nghe dạng này thì sẽ nghe nhạc tốt hơn, có cái mic bông này nói tiếng cũng sẽ ok hơn cái tai Sony kia. Thì mình đã quyết định mua cái tai nghe gaming này các bạn ha. Thì hiện tại cửa hàng đang sale là 550 ngàn cái Empower này. Đây, sẽ qua một vòng các bạn coi. Đây, các thông số của nó đều thể hiện trên đây hết các bạn ha. Đó. Theo mình biết tìm hiểu á, thì đây là một trong những tai nghe best seller trên Amazon các bạn ha. Thì đây, thông số kỹ thuật của nó thì âm thanh surround các bạn đó, điều khiển trên mic đó, cái miếng đệm tai mềm chống ồn trên mic các bạn ha. Đây có một sự tương thích với nhiều thiết bị. Rồi mình sẽ mở đây, đây là tên sản phẩm các bạn ha, Empower SE, mã là BH439 Red. Đó. Rồi, mình sẽ mở. Đây, sản phẩm của chúng ta thì đóng gói rất là đơn giản các bạn. Hộp nó không có gì hết, hộp nó chỉ có một cái bọc xốp bọc tai nghe của chúng ta lại. Đó. Rồi, mình sẽ lấy cái tai nghe của chúng ta ra. Thì đây. Đây là sản phẩm của chúng ta. Cái tai nghe Empower. Đó. Thì bên trong sản phẩm có một cái sách hướng dẫn của Empower các bạn ha. Cái sách này thì chắc ít người đọc tới. Đó. Tại vì ai cũng biết hết rồi, nó rất là trực quan, rất dễ sử dụng các bạn ha. Đó. Đây. Nó có hướng dẫn phím tăng giảm volume của các bạn. Phím tắt mic trên dây các bạn ha. Đó. Jack 3.5. Đây, jack 3.5 rất là linh động. Rồi. Trong đây người ta còn cho mình hai cái dây, đây hai cây dây nối hai ra một để chúng ta cắm vào máy tính hay laptop để mà đi đường tiếng và đường âm thanh, đường mic và đường âm thanh cho các bạn. Đó thì đây nó tương thích với lại PC này, PS4 này, đó các sản phẩm của Sony luôn nha các bạn ha. Đó đây hướng dẫn chúng ta cắm hai đầu vào máy vi tính hoặc laptop, ra một cổng âm thanh để cắm vào cái dây tai nghe này các bạn. Đó cái này thì rất là dễ thôi, rất là trực quan, ai cũng có thể làm được hết. Đó con này phải cắm vào cái tay cầm của PlayStation các bạn ha. Đó đó người ta hướng dẫn hết luôn. Rồi xin để sang một bên. Đó đây là dây hai ra một các bạn ha. Rồi thì đây là sản phẩm tai nghe của chúng ta Empower. Thì trước khi mở hộp lúc nãy làm video thì mình đã có đeo thử rồi các bạn. Thì cái tai nghe này đầu mình khá là lớn nên mình phải dùng hết cái mở hết cái nấc của nó ra. Đây cái nấc được làm bằng kim loại các bạn ha, được làm bằng kim loại sờ rất là mát lạnh. Đây phần này được làm bằng nhựa. Đó đeo vào thì theo cảm giác của mình là cũng khá thoải mái. Đầu mình thuộc loại lớn nên tai mình cũng thuộc loại lớn các bạn, nên cái bông này nó ôm hết cái tai của mình luôn các bạn. Đó cái vành này nó ôm hết cái tai của mình luôn. Thì mình có nghe một số bài nhạc từ nhạc nhẹ đến nhạc đan, thì với nhu cầu của mình thì mình không quá khắt khe, với lại mình cũng không phải là nhà tạm âm, mình cũng không biết là cái âm bát âm chép hay là gì nó tần số như thế nào. Mình thật sự là mình không 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 đánh giá về cái đó. Mình thấy là nghe được trong cái tầm giá 550 ngàn thì mình thấy là ok, nghe khá hay đó. Nhưng mà các bạn biết rồi, cái này thì nó
Trong môi trường nóng thì cái tai nghe vành to như vậy nó sẽ làm chúng ta hơi bị đau ở tai, thì cũng là mình đeo vào thì cũng một thời gian khoảng 30 phút nghe nhạc thì đúng là thật sự là nó cũng hơi đau tai các bạn đó, mặc dù cái miếng đệm này là mềm nhưng mà mình nghĩ là hơi đau tai đó. Cái mic này thì không rút ra được đó, nó chỉ mềm như vậy thôi các bạn ha. Và cái phần mic của nó thì thu âm cũng khá tốt, mình sẽ để các bạn thu âm cho các bạn nghe thử. Rồi, trên cái tai nghe này thì cái dây nó làm dây dù các bạn đó, dây dù chắc chắn ha. Trên tai nghe thì người ta có sẵn cái bộ phận cái này nó hay cái chỗ là nó có thể tắt mic được các bạn, tức là nhiều lúc mình không muốn nói trong các cuộc họp hay là gì đó, mình không muốn gây ồn ào cho những người xung quanh, mình có thể tắt mic nhanh. Rồi rồi mình muốn phát biểu hay gì đó mình mở mic lại mình phát biểu. Đây là cái con lan là tăng trưởng ở tăng giảm âm lượng các bạn đó, rất là dễ, rất là trực quan, rất dễ sử dụng ha. Không muốn nói chúng ta tắt mic, muốn nói chúng ta mở mic đó. Rồi dây này khá là dài các bạn ha, mình không gỡ ra. Đây cái đầu cắm jack 3.5 rất là thông dụng. Các điện thoại, nhiều điện thoại có, những điện thoại nào không có thì chúng ta có thể mua jack chuyển sang 3.5 đều được hết, từ Android cho tới iPhone các bạn ha. Rồi thì nhu cầu của mình không phải là gaming, nhu cầu của mình là học và họp công việc. Thì một cái co tai nghe như vậy theo mình đánh giá là đáp ứng được cái nhu cầu của mình, với lại cái mức giá của nó rơi vào khoảng 550 trong ngày Black Friday tới ngày như là 30 tháng 11 thì sẽ hết 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 Black Friday, thì nó sẽ trở về khoảng 600 mấy các bạn. Thì theo mình là 500 mấy, 550 ngàn cái tai nghe này xứng đáng trong tầm giá của nó, được vẫn được bảo hành 12 tháng theo như là các bạn bán hàng nói mình biết đó, vẫn được bảo hành 12 tháng đầy đủ mặc dù là trong dịp Black Friday đó. Đeo rất là nhẹ các bạn, đeo rất là nhẹ nhưng mà cái vành tai này sẽ làm mình nóng, tại vì đầu mình thứ nhất là hơi to, thứ hai là tai mình cũng thuộc loại to nên cái này nó không ôm hết được tai nhiều lắm, nó vừa khít nên đeo lâu thì nó sẽ làm đau tai. Nhưng mà theo mình đánh giá với cái mức giá hiện tại đang được khuyến mãi 550 ngàn thì mình nói là ok trong tầm giá, thậm chí mình có thể nói là vượt trội hơn các tai nghe khác. Rồi mình thì chuyên về đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng, còn cái những cái sản phẩm này là mình mua về mình sử dụng và mình thấy tốt thì mình làm video giới thiệu cho các bạn. Các bạn có nhu cầu mua đồng hồ nước hoa mỹ phẩm thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại mình để đầu video. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt. Xin chào các bạn, mình đang thu âm bằng cái tai nghe M-Pow ESE Gaming Headset các bạn ha. Trong môi trường phòng khá là yên ắng, có bông lọc gió các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ mở quạt thử xem nó có lọc gió các bạn ha. Đó, bây giờ mình đã mở quạt, các bạn đã nghe thử cái âm thanh của nó thu được như thế nào các bạn nhé. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, alo, alo. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.